Là xin quý điều kiện chủ thôi để chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu làm việc. Sắp đến giờ ra mắt chương trình cổng thông tin và giới thiệu cuốn sách vở Việt, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị ổn định chỗ ngồi. Thank you.
Xin thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính chào quý vị khách quý đã đến tham dự chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời kỹ sư Hà Vĩnh Thân, tổng giám đốc công ty cổ phần tin học Lạc Việt sẽ lên đánh chiêng khai mạc. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin cảm ơn kỹ sư Hà Vĩnh Thân. Và kính thưa quý vị, đến tháng giờ buổi sáng mắt cổng thông tin www.hạnguyenhuyenhã.com kèm với giới thiệu cuốn sách Phở Việt và Siêu Đầu Bếp Nguyễn Văn Lập sẽ biểu diễn món ăn chả đuôi phụng kỷ lục. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp rất nhiều quý khách, các nhà văn hóa, các chuyên gia ẩm thực, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia thực phẩm, các doanh nghiệp và đặc biệt các báo đài trung ương, thành phố và các tỉnh cũng về tham dự. Sự hiện diện của quý vị hôm nay, chúng tôi có nhận thấy hân hạnh đón tiếp giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, ông Dương Duy Long Viên, giám đốc điều hành Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, các quý thầy cô có nhà giáo ưu tú Đàm Thế Đức và là chủ tịch danh dự hội đồng quản trị trường Trung học Đức Trí và cũng là trường đầu tiên được tiến sĩ Nguyễn Nhã và nghệ sĩ ông Vân đưa âm nhạc dân tộc về biểu diễn. Chúng tôi hân hạnh đón tiếp ông Lưu Duẩn, phó chủ tịch Hội Khoa học Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam. Chúng tôi hân hạnh đón tiếp ông Vinh Thế Cuộc, nguyên hiệu trưởng trường, cùng với tiến sĩ Nguyễn Giả và khách sạn và kỹ sư Hà Vĩnh Thân đồng hành xây dựng trường Đại học Dân lập. Chúng tôi hân hạnh đón tiếp linh mục Huỳnh Công Linh là tích cực hỗ trợ tham gia về cả hoạt động văn hóa cùng tiến sĩ Nguyễn Nhã. Chúng tôi hân hạnh đón tiếp ông Trần Văn Hùng, trường trung học, trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist. Chúng tôi hân hạnh đón tiếp các doanh nhân và Phạm Thanh Hà, nguyên phó tổng giám đốc khách sạn Caravan, trưởng ban vận động thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân ẩm thực Việt và hiện bà đang làm một chuỗi nhà hàng sạch, rau sạch. Thưa quý vị, trong lúc đón tiếp các quý khách thì chúng tôi cũng chưa cập nhật hết các thông tin các quý vị khách quý đến. Nếu có gì thiếu sót thì xin cho chúng tôi bổ sung sau. Xin thông cảm cho ban tổ chức. Và mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị một nghệ sĩ danh tiếng. Ông đã từng làm các chuyên đề về gỗ gõ và ước mong của ông là trong tương lai sẽ huấn luyện đánh trống trường và sau này sẽ có hàng ngàn tiếng trống trường vang lên và vang xa trong các trường tiểu học và các lễ hội của thành phố. Thực tế thì nghệ sĩ Đức Dầu đã biên soạn và dàn dựng chỉ huy 1.000 người đánh trống tại đêm bế mạc ngày 5 tháng Long tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Và hôm nay nghệ sĩ Đức Dầu sẽ biểu diễn gỗ gõ để
quý vị thượng lãm và thấy rằng chúng ta đang ở trong một thời đại hiện đại nhưng không bao giờ quên truyền thống của đất nước chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Thay mặt đoàn nhà võ Kim Đồng xin kính chào các ông các bà các anh các chị có mặt ngày hôm nay. Và hôm nay chúng tôi bất ngờ rất là vinh dự được gặp thầy Thê, và chúng tôi là đoàn nhạc võ Phù Đồng, tôi là Đức Dậu, và cũng là một đoàn đầu tiên mang cái âm nhạc biểu diễn ở Sài Gòn từ năm 1986 tại khách sạn Rex, nói lên cái âm nhạc luôn luôn song hành với lại ẩm thực. Và thầy Trần Văn Khê cũng đã nói lên cái tiếng nói âm nhạc Việt Nam dân tộc chúng ta ngọt ngào trong sáng, thế nhưng mà cái tính hiện đại thì đã khuất lẫn quất trong các cuộc chiến tranh của dân tộc. Thì vừa rồi đoàn nhạc võ Phù Đồng cùng với thầy để nói được cái mạnh mẽ, cái hào hùng, cái hào khí của âm nhạc dân tộc đối với các nước trên thế giới. Và thầy đã nói ở Paris chúng tôi đã minh chứng là âm nhạc không những nghe, nhìn thấy, phải sờ thấy và đặc biệt là phải ngửi thấy. Và sau cái tiếng pháo mừng xuân của hòa tấu bổ võ thì đúng quả như vậy, là những người Việt Nam ở nước ngoài nghe xong thì có người nói là tôi ngửi thấy mùi bánh chưng và tôi ngửi thấy mùi nhang, và đặc biệt tôi lại ngửi cả những cái mùi giò, những cái không gian bối cảnh lịch sử của Việt Nam chúng ta trong những ngày Tết cổ truyền nói chung. Thế hôm nay chúng tôi không thể mang bộ võ đến đây được, thì có thể mời các anh, các chị và các bác là nghe cái đàn gọi là đàn Chapi mà Trần Tiến sáng tác cái bài Chapi. Và nó mô phỏng lại dàn gõ, dàn chiêng của người dân tộc. Cô gái yêu một anh chàng đánh chiêng gồm 13 chiếc chiêng. Thì nhân đi chơi bên bờ suối thì nàng muốn nghe đánh chiêng thì không thể nào mà kéo 13 người đi đánh được. Và anh ta bèn chặt một cái đoạn tre tạo nên một cái đàn Chapi hay còn gọi là đàn gong. Sau đây mời các chị bác nghe chuyện kể già làng. Con phải lùi xuống, con đợi lên sau tăng.
thấy qua cái mùi vị của âm nhạc Gia Lai Công Tung Tây Nguyên, sau đây mời các bạn anh các chị sẽ hưởng cái không gian và cái mùi vị của Sapa với chiếc sáo hơ mông đã được quốc tế đánh giá rất cao. Ngoài cái bản thân cái chiếc sáo bằng tre rồi, thế nhưng mà người ta rất ngạc nhiên là cái lam nó không có âm sắc bằng đồng mà lại âm sắc rất thảo mộc, và lại một cái đàn của Tây, phương Tây rất dài hàng hơn 1 mét để có thể thổi đến những âm sắc trầm, nhưng người Việt Nam co lại rất ngắn, nhưng mà những cái âm sắc đó nó rất là trầm, trầm ấm. Và đặc biệt là cái lam nó bằng lưỡi gà bằng kim loại mà lại nghe mất cái tiếng kim loại, đó là cái rất đặc biệt của người dân tộc Hơ Mông. Sau đây là đêm trăng hẹn bạn, người con trai hẹn người phụ nữ trong những cái đêm trăng của mình. Quý vị vừa thưởng thức hai tiết mục vô cùng độc đáo của nghệ sĩ nổi tiếng Đức Dầu và đêm trăng hẹn bạn của nghệ sĩ là
biểu diễn của một tiếng sáo của một chàng trai, và nàng đã nghe tiếng sáo để tìm đến nơi hẹn. Tìm đến nơi hẹn để làm chi? Để thưởng thức vở Việt của tiến sĩ Nguyễn Nhã, phải đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, bây giờ là tiết mục quan trọng nhất của chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị tiến sĩ Nguyễn Nhã. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, như chúng ta đã biết, làm tiến sĩ sử học, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm ẩm thực Việt Nam. Ông là trưởng đề án Bếp Việt và Bếp Thế Giới. Ông rất tâm huyết với đề tài xây dựng thương hiệu quốc gia ẩm thực Việt và phở Việt. Theo ông thì nghiên cứu lịch sử là quá khứ, và ông thích quá khứ ẩm thực, thơ ca và giáo dục. Ước mong của ông là được chia sẻ, được cùng nhau ra mắt cổng thông tin, bởi theo ông, cổng thông tin là kho tư liệu được mọi người cùng tham gia, chứ không riêng gì của cá nhân ông cả. Và ông mong mọi người cùng đồng hành. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị tiến sĩ Nguyễn Nhã. Kính thưa tất cả các quý, tất cả các anh chị, các bạn thân, học trò của chúng tôi, mỗi người đều có một cuốn sách bản, thì tôi sẽ không có nói nhiều. Và nếu mà đọc cái mở đầu và kết luận thì cũng có thể biết cái thông điệp khi mà chúng tôi ra cái cuốn sách này. Bây giờ thì tôi muốn giới thiệu cái cổng thông tin để tập trung và tôi cũng nói rất ít. Có lẽ là quý vị có thể vô vào cái trang web này sẽ thấy tôi những nói cái gì mà nhiều khi vào chưa thấy được, thì tôi sẽ nói sự như đó thôi. Thế thì rất cảm ơn nhé, tất cả mọi người, và tôi nghĩ rằng nửa thế kỷ nay tôi đi vào nghiên cứu, đi vào học tập, cái tay phải của tôi phải là giáo dục, bởi vì tôi là trưởng phòng nghiên cứu, trưởng ban nghiên cứu giáo dục của trường Trung học Truyền thống Thủ Đức Đại học Sư phạm Sài Gòn từ cái thập niên 60, và tôi đã đi dạy và tham gia cả sáng lọc cùng với anh Hà Vi Thân đến trường Đại học Nguyên đấy. Nhưng bây giờ thì tay phải của tôi đấy thì cũng già rồi, và nhiều điều kiện khác không có tham gia, thì tôi xin cái tay trái của tôi đấy. Cái tay trái là về lịch sử văn hóa. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta đã mà cùng nhau, chứ còn bản thân tôi ấy, thì cũng không là hạn áp, không là cái gì cả. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là đến đến lúc chúng ta phải cùng nhau. Tôi nhớ là có cái, chắc là gần đây đó, chị Lan Thanh nhỉ, chị Lan Thanh đâu nhỉ, là đấy, là con gái của nhà thơ yêu nước tháng năm Trần Xuân Khải, thì tôi có cảm xúc về cái bài thơ là Cô Bán Nước, mà rồi chúng tôi đã ôm nhau và khóc khoảng đó, và cả một số người cũng thế. Thế thì những cái bức xúc đó, và tôi nghĩ rằng là nó có nhiều nguy cơ lắm, mà nếu chúng ta cùng nhau thì chúng ta sẽ mất nước một cái cách khác, không phải như trước đây đâu. Vì vậy cho nên vấn đề giữ hồn dân tộc và thanh niên để làm sao có cái nội lực, có phần nội lực mà hùng cường, là cái đó là rất quan trọng. Và vì vậy cho nên là toàn bộ cái gì mà trong cái cổng thông tin này là tôi nghĩ là phải cùng nhau. Còn nếu mà mình tôi làm thì hạt cát chẳng biết đâu cả. Và vì vậy tôi muốn này tôi giới thiệu, tập trung giới thiệu cái cổng thông tin này. Thì như quý vị thấy là hãng Nguyên Vĩnh Nhã Foundation, có người nói sao đây tôi mới với hãng Nguyên, hãng Nguyên là Nguyễn Nhã ngược lại, nhưng mà phải nói là ông Hòa Xuân Hãng là một trong những người mà tôi rất là ngưỡng mộ,
và coi như là một người thầy. Và ông cũng nói rằng là không hiểu sao ông lại quý cái nhóm sự việc, và trong đó là tôi là người liên lạc trực tiếp. Và vì vậy cho nên là sở dĩ có hãn nguyên là phải những ngã nghiệp lại, nhưng mà cũng là người cán bộ, người thầy. Không hiểu là giáo sư Trần Văn Khê có chia sẻ với tôi, quý vị. Tôi biết là khôi mà tập san sư địa đó, thì giáo sư Khê nói rằng là biết tôi là qua cái tập san sư địa, và nhất là giáo sư là biết là học giảng học sản lạc. Thế thì nguyên cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó thì cũng là cũng là một cái gì mà chúng tôi đã cùng nhau theo học đó. Và tôi nghĩ là giáo sư Trần Văn Khê thập niên 60 đã cùng với chúng tôi chia sẻ cái gì mà thực hiện tập san sư địa. Thế thì bây giờ thì cái trang này đó thì nó có thông tin trao đổi ấn phẩm chủ quyền tiếp Việt, hát thơ tức là âm nhạc dân tộc đấy. Thế không có một nước nào mà tôi nghĩ như là thơ đó mà được hát hàng trăm, hàng có thể hàng ngàn làn điệu dân ca ca cổ, chỉ có Việt Nam, bởi vì người ta thơ thì chỉ có đọc hay là ngâm được. Vì vậy cho nên tôi bảo là thơ ca hay là hát thơ này, thì cái âm nhạc dân tộc đấy. Rồi cái thanh niên, tức là tôi muốn cái trang web này là đối tượng của tôi là thanh niên. Thanh niên thì có cái chương trình là thanh niên, chương trình ngàn thanh niên thế kỷ 21. Thế kỷ 21 thanh niên phải làm sao khác với cái thanh niên 20 thế kỷ 20 của chúng tôi. Và phải làm như tôi báo là phải làm sao chúng ta có kỹ năng sống yêu nước như thanh niên Việt Cộng, hay là kỹ năng sống mà sáng tạo như là dân tộc Do Thái, thì chẳng mấy chốc đến một lúc nào đó Việt Nam trở thành hùng cường, biết đâu thành cùng. Thì cái điều này là tôi nghĩ rằng là chúng ta là những người mà có tâm và có tầm ở đây, mà cùng với thanh niên mà có tâm có tầm trong cái thế kỷ một này đó, thì biết đâu đấy. Nhiều người cười tôi làm gì có chuyện đó, nhưng mà người Nhật đó, thế kỷ 19 chắc là nhiều người họ cũng đã cười đấy. Hoặc là nếu mà có ai ước mơ là người nước Nhật là cái nước hùng cường nhất nhì thế giới đó, thì chắc thế kỷ 19 nhiều người Nhật cũng là cười đấy, đó với ước mơ đó. Giáo dục, giáo dục thì tôi nghĩ là cái người thầy thế kỷ thứ 20 như ông Hoàng Xuân Hán và rất nhiều người đó tôi sẽ quý lắm. Và chúng ta phải kế thừa để thế kỷ thứ 21 có những người thầy tốt hơn. Và hiện nay thì cái đạo đức của chúng ta thì đang là xuống đấy, không biết đã xuống đến tận cùng chưa. Thì cái vai trò của người thầy là rất quan trọng, và giáo dục thì tôi nghĩ là chân dung người thầy là trong đó là quan tâm đấy đấy. Rồi ký ức về lịch sử vân vân. Thì cái trang web này thì tôi thấy rằng là ngoài cái phở Việt, cái món chả mà tôi giới thiệu ngày hôm nay, trước nữa là chúng ta sẽ ăn nếm mười mấy cái món chả. Mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam á, trong tương lai kiếm phơ khắp thế giới, mọi người phải nghĩ là phơ, mai kia phải cha chả. Thì chúng ta phải cùng nhau làm sao để trong tương lai khắp mọi người trên thế giới và phải để tiếng cha chả có khoảng cơ đến lúc nào đó. Và hôm nay thì tôi giới thiệu sơ sơ thôi, vì có rất nhiều người mà những đầu bếp, và tôi thấy là như là chị Sương là một trong những người mà tôi thấy rằng là hiện nay là phó chủ tịch của hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn đó, không? Chị phải làm sao đó, và để nghĩa là trả đó, cha đó, và viết sách thì tôi thấy là số một phải nói là chị chơi đúng không? Về viết sách hiện thực đó, thì tôi xin đề nghị rằng là sẽ có một cái sách về trả, nhưng mà bên phương Nam mà nó có đặt hàng rồi đấy, thì có thể cùng nhau nhé làm cái sách về trả. Anh Kim Thành Long đồng ý không? Và có thể đến lúc nào ở chỗ Văn Thánh nhé, anh sẽ làm một cái festival về chả, được không? Dạ được rồi. Dạ được. Đấy,
thì phở rồi nhé, bây giờ chả nhé, mà chả thì đủ thứ đấy, thì về trong đó nhiều nhiều món nữa. Chúng ta có hơn 3.000 món ăn mà theo tôi đó là tinh hoa ẩm thực Việt Nam vẫn ở trong gia đình. Bởi vì anh Trần Văn Hùng ấy, anh biết được không ạ? Trường anh bây giờ là một năm là đào tạo được 1.000, phải không? Ăn thua gì? Mà mấy thập niên 90 anh mới cái đào tạo, còn trước đó là toàn đào tạo đầu bếp Tây Hồ. Và vì vậy cho nên là tí nữa quý vị sẽ lên đó, thì có anh Hùng thì không có, nhưng mà bên trường đào tạo chuẩn quốc tế Minh đấy thì có vài món. Và bên Netspace cũng có hả? Có cái chảo gọi là ngân long, phải không? Và mai kia thì làm thế nào đó, tụi tôi đã lo kết nối với những người gọi là nghiên cứu rồi, các chuyên gia rồi, có bảo không? Chả nên lo với vấn đề mà vấn đề sạch cái thì và an toàn thực phẩm cái thì thầy Lưu Dấn nó là phải cùng đấy với tụi tôi rồi, các chuyên gia ẩm thực thế. Thế nhưng mà bây giờ đó, tôi khi mà xem Pháp đấy thì cuối cùng gặp đó, ông Mai Chiên có mời về đây đó. Ông ấy là vụ trưởng của một bộ, nhưng ông đang là cố vấn cho 5 bộ của Pháp. Ông ấy nói rằng là bây giờ các anh làm sao đó là phải kết hợp với doanh nhân, mà doanh nhân là cái vai trò quan trọng để anh quảng bá biết về ra thế giới. Và tí nữa thì bà Phạm Thanh Hà đó là sẽ nói là cái đang vận động thế nào. Và tôi mong là không phải những người có mặt ở đây, mà tất cả các doanh nhân nào mà phát triển đó, muốn phát triển cái ẩm thực mà quảng bá ra thế giới, và thế là cái dịch vụ đó mà về nhà hàng đó mà nó rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng là bây giờ mình Việt Nam mình ăn thì khắp nơi rồi nhé, đủ thứ rồi, số người mà tham gia có nhiều nhưng mà chất lượng thì chưa có. Chất lượng thì cái tư phẩm sạch, cái bếp sạch mà phải thân thiện. Tôi có nói là cái không gian Việt đó, không phải là món ăn Việt mà không gian Việt. Nghe nhạc như chủ nhiệm vừa rồi đó thì quý vị đã nghe tôi là ca trù quốc đạo, tức là thờ quốc tổ anh hùng dân tộc và tổ tiên của mình, hay là hát thơ quốc đạo ở Thái Quan. Và vừa rồi đó thì tôi đã làm đến 6 cái băng đĩa và có đưa cho vào cái trường Đức Trí học đó, và hy vọng là một trường là thôi gì cùng nhau ngang vạn trường thì nó sẽ khác đi đấy. Thế thì cái chương trình mà gọi là cùng nhau thì quý vị đấy, tôi nói là mình phải làm thôi. Thế thì tí nữa đó, rồi tôi thể để cái thời giờ để những người mà cùng nhau đi như về biển đảo thì thế nào thì nhà nghiên cứu nhìn đầu cũng phải nói nhé, rồi cùng nhau về vấn đề văn hóa, phải không? Thì giáo sư Khê nói chung cái này đấy, cùng nhau vào trường học hay là cùng nhau cái gì đấy thì là xin quý vị phát biểu. Còn tôi thì tôi nói ngắn vậy thôi, thì chúng ta sẽ cùng nhau thôi. Thì nếu mà tôi giới thiệu mà hết tất cả ở đây rồi đó thì chắc là nó hết thì giờ. Và vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là đấy, chúng ta sẽ phải cùng nhau. Thế thì tôi trong cái này đó thì chúng ta có thể là trong cái tìm kiếm đó, ví dụ như chúng ta tìm kiếm về hát thơ thì nó có bao nhiêu những cái gì mà ra, hay là ẩm thực hay là cái vân vân cái gì mà quý vị có thể trong cái này thì quý vị. Và tôi thử nhé, ví dụ như là trong cái sắp sửa cái ngày giỗ tổ rồi đó thì tôi thích lắm những cái bản nhạc mà không biết là tôi clip được không, nhưng như bản nhạc bây giờ cái bài mà âm đức, nói về âm đức đó, mà của nghệ sĩ, của cái nghệ sĩ trong nhóm nghệ sĩ ưu tú Thanh Oan đấy mà hát đó, thì tôi thấy hát và họ thơ của tôi cùng với nhà thơ Mai Trinh đấy về hát thơ quốc đạo, là có thể hát bao nhiêu trên cái đàn đạo, trong đó có khoảng quan họ. Thế thì giáo sư Trần Văn Khê nói rằng là sẽ là sáng tạo, hát thơ là sáng tạo tuyệt vời nếu được quần chúng ủng hộ. Còn cả
Thế thì tí nữa thì đã nghe rồi, nhưng mà tôi cũng không muốn là trong khi chờ đợi thì nghe cái kiểu là hát quan họ và âm đức thế nào đó. Thì tôi chỉ nói một cách rất bắt tắt như thế, và mong là sau này thì tất cả các quý khách ở đây đó để có thể là góp ý để làm sao cái cùng nhau này, công nghệ thông cái thông tin này đó, nó có càng ngày đó thì có nhiều người vô, và càng ngày đó thì có sự cùng nhau. Và cái ẩm thực .net.vn mà đã ra mắt ở đây đó thì sau đó có hàng triệu người vô, thì tôi hy vọng là cái này cũng sẽ có hàng triệu người, nhưng mà quan trọng là cùng nhau nha. Thế một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các quý khách, tất cả quý vị mà thân hữu, đặc biệt đó thì ở đây đó thì là rất nhiều những người vừa giới thiệu đã hỗ trợ với tôi, nhưng phải nói là cái người mà đồng hành với tôi đó rất quan trọng, và ngay vào hôm nay đó là kỹ sư Học Vĩnh Tân, tổng giám đốc của cái công ty tin học bảo hiểm. Rất cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, xin cảm ơn tất cả quý vị. Biểu rất là thân tình và rất có nhiều ý nghĩa đối với dân tộc Việt của chúng ta, của tiến sĩ Nguyễn Ngạn. Và liên tục chương trình, chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị một dòng ca bất diệt với thời gian, đó là nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Hôm nay nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân sẽ có diễn quý vị bài thơ Mười Thương Phở Ức. Xin hân hạnh một cái mời. Thưa Hồng Vân xin trân trọng chào mừng quý vị khách quý, các cô bác, anh chị và các bạn thân mến. Hồng Vân xin trình bày những lời thơ của tiến sĩ Nhã và tiếng đàn đệm là của nghệ sĩ Việt Hùng, Nguyệt Cầm, nghệ sĩ Việt Hùng. Một thương ngọt ngọt nước dùng, hai thương thì tái nạo cùng sách gân, ba thương bánh phở trắng ngần, bốn thương thuốc phở tuyệt trần mùi thơm. Một thương ngon ngọt nước dung, thì hai thương thịt tài nào cũng sạch gân. Chứ giữa ba thương bánh phở trắng ngân, bốn thương thuốc phở tuyệt chân mùi thơm. Chỉ năm thương ăn phở thấy cơm nỉ, sáu thương ăn phở sốt trong cả ngày, bảy thương gia vị lắm thay, tám thương bộ dưỡng chẳng ai chê cười. Chín thương mà nóng sốt mười mới nhìn, mười thương tùy thích từng người mà bớt thêm. Dĩ nhiên phải phở bốt truyền, giữ được cố cách tự nhiên đã ban đầu. Ba thương bánh phở trắng ngần, bốn thương thuốc phở trắng trần mùi thơm.
cơm. Năm thương ăn phở thay cơm, sáu thương ăn phở suốt trong cả ngày. Bảy thương này gia vị lắm thay, tám thương bổ dưỡng chẳng ai chê để cười. Chín thương nóng sốt mười mươi, chứ mười thương tùy thích từng người bớt thêm. Dĩ nhiên phải phở quốc truyền, giữ được cốt cách tự nhiên ban đầu. Anh cả, anh hai, anh ba, đấy ơi. Cảm ơn các chị. Tôi rất là cảm ơn giọng nũng ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân và tiếng đàn đềm của nghệ sĩ Việt Hùng. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị người đã đồng hành với tiến sĩ Nguyễn Nhã, đại diện cho tổ chức thành lập Đại học Dân lập Hùng Vương, và đồng hành những chương trình về trang web cũng như cổng thông tin mới, đó là kỹ sư Hà Vĩnh Thân, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt. Xin trân trọng kính mời kỹ sư. Thưa tất cả các vị khách quý, hôm nay chúng tôi rất là vui mừng, tức là công ty Lạc Việt và bản thân tôi đã được ủng hộ và ra mắt cổng thông tin hãng nguyên nhà.com, và đồng thời tổ chức thể hiện một phần trong cái bản sắc văn hóa của Việt Nam, đó là về ẩm thực, mà chủ đề hôm nay là tập trung vào các món chả. Thì chúng tôi đã cùng với nhau rất là lâu, từ cách đây cũng tôi nghĩ không phải là gần 20 năm bắt đầu làm việc với nhau trường Đại học Hùng Vương. Thì anh Nhã là một người rất là đa tài, vừa là nhà sử học, nhà văn hóa, rồi nhà giáo, và suốt cả một quá trình như vậy là cả một quá trình đấu tranh cho chủ quyền của dân tộc và nâng cao bản sắc văn hóa của Việt Nam. Thế thì chúng tôi cũng hy vọng là với cái sự đóng góp của tất cả mọi người, trong đó là phần tích cực, rất tích cực của Nguyễn Nhã, bắt tay của những nhà văn hóa, những nhà sử học hàng đầu ở đây. Thì như vậy chúng ta đến thế kỷ 21, thì hy vọng lớp trẻ của Việt Nam sẽ không có mang tóc đuôi sam, mặc áo đỏ nhảy K-pop, rồi mà là những tuổi trẻ của Việt Nam là những người mà có ăn mặc, rồi hát, rồi suy nghĩ và lối sống là hoàn toàn thể hiện những bản lãnh của Việt Nam, những sức mạnh của Việt Nam. Chúng ta đi vào thế kỷ 21 và chúng ta không có để bất kỳ những kẻ nào mà có thể uốn giọng lưỡi cứu diều người Việt Nam, chúng ta phải gọi là người lạ hoặc là tàu lạ. Chúng ta không có dám khẳng định cái bản lĩnh của con người Việt Nam, mình phải khuất phục trước bất kỳ một cái thế lực ngoại bang nào. Thế thì chúng tôi chân thành chúc tất cả các quý vị ở đây là chúng ta có những người kế tục xứng đáng cho sự nghiệp văn hóa, giáo dục, âm nhạc và mọi cái bản chất tốt đẹp của người Việt Nam. Chúng ta là người kế tục, những người trẻ kế tục. Chúc cho tất cả quý vị sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn, và chúc anh Nhã là sẽ có tiếp tục những sản phẩm tiếp theo, ví dụ cái cuốn sách tiếp theo có thể là Chả Việt hay chăng. Thì tôi tin chắc là cái cuốn sách đó, nếu mà chắc chắn là nó sẽ ra đời, và đó là một cái đóng góp văn hóa rất là thú vị.
Chúng tôi cũng mong rằng cái trang cổng thông tin thì như vậy nó chứa rất là nhiều những cái tâm huyết của anh Nhã suốt cả cuộc đời về nhiều là hoạt động trong nhiều lĩnh vực về văn hóa liên quan đến nước nhà. Và đó là những cái thông tin hết sức bổ ích cho thanh niên đi vào thế kỷ 21. Và đồng thời cũng là một nơi để như vậy là các thân hữu chúng ta nếu mà chưa có những cái blog hay những cổng thông tin riêng thì chúng ta cũng có thể đóng góp bài vào đây. Và đặc biệt là những quý vị nào mà muốn có một cái trang web riêng để thể hiện tất cả những cái công trình thì chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ để xây dựng trang web đó. Và chúng tôi nghĩ rằng là đó chính là những nơi mà tích chứa những cái tinh hoa nhất của văn hóa, của bản lãnh Việt Nam ở trong đó. Cho nên mỗi người góp một tay, chúng tôi sẵn sàng góp về cơ sở hạ tầng và với một cái chi phí hoàn toàn như là hoàn toàn miễn phí để như vậy chúng ta đóng góp vào cái văn hóa của Việt Nam. Xin chào, cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn phát biểu của kỹ sư Hà Đình Thân và chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một người mà đang tâm đắc với rau sạch, bởi vì rau sạch đồng nghĩa với sức khỏe của chúng ta. Tôi trân trọng kính mời bà Phạm Thanh Hà, Phó Tổng Giám đốc khách sạn Caravan, trưởng ban vận động thành lập câu lạc bộ doanh nhân tự Việt sẽ lên có những phát biểu rất hữu ích cho ngành khách sạn cũng như chuỗi rau xanh rau sạch bảo vệ hạnh phúc gia đình của chúng ta. Xin trân trọng kính mời bà. Doanh nhân ẩm thực Việt thì tôi cũng nói thêm một số các cái cơ sở về văn hóa, về cái nhận thức khi mà chúng tôi đang vận động để hình thành câu lạc bộ doanh nhân ẩm thực Việt. Và khác với lịch sử nhân loại trước đây, thế kỷ 21 là thế kỷ mà sức mạnh mềm sẽ dần dần vươn lên để chi phối mối quan hệ giữa các dân tộc. Một trong những sức mạnh mềm đó là ẩm thực dân tộc, và thông qua đó các giá trị văn hóa sẽ được chuyển tải. Với doanh thu hàng chục tỷ đô la hàng năm, với khả năng hàng tạo được hàng triệu công việc làm cho người lao động, ẩm thực dân tộc đang dần có một vị trí đáng kể trong xã hội Âu Mỹ. Từ 30 năm nay, ẩm thực Việt được đánh giá cao bởi thực khách nước ngoài, đặc biệt là Âu Mỹ. Một số chuyên gia ẩm thực được xem ẩm thực Việt thuộc loại hàng xuất sắc hàng đầu trên địa cầu và cho rằng thực phẩm Việt vốn có tính lành, nhẹ và có tiềm năng vững bền, cho nên Việt Nam có thể dẫn đầu thế giới trong việc quảng bá thức ăn nhanh, lành mạnh là mảng phát triển nhanh nhất trong thị trường thực phẩm thế giới. Mặc dù vậy, ẩm thực Việt chưa hề quan tâm quảng bá. Theo thống kê hiện nay, chúng ta có khoảng 5.000 nhà hàng Việt trên 700 thành phố du lịch của 45 nước. Hầu hết đều hình thành từ tự phát và hoạt động theo lối gia đình, quản trị theo thủ công và không hề có hướng dẫn nâng đỡ, nên khó nâng lên thành những thương hiệu lớn. Điều này cho thấy nguy cơ bỏ lỡ thị trường tiềm năng to lớn này để các nền ẩm thực bạn lớn lướt đang diễn ra hàng ngày. Và theo các cái quan niệm của các doanh nhân chúng tôi thì nguồn doanh thu nhiều tỷ đô la không từ việc hấp dẫn nguồn du khách nước ngoài đến Việt Nam thông qua con đường phát triển du lịch ẩm thực, mà còn từ cái việc đầu tư nhà hàng Việt ra nước ngoài. Đây cũng là một cách sinh lợi lớn nhất nếu chúng ta biết cách quản lý kinh doanh tốt, và vì ẩm thực Việt Nam cũng đã được một cái hình ảnh tốt đối với công chúng của Âu Mỹ và các nước khác.
Bây giờ để thực hiện được cái việc này thì chúng ta phải làm gì? Thì đây là cái biện pháp mà tôi nghĩ là chúng ta thực hiện được. Đó là kinh nghiệm từ các nước tiên tiến cho thấy là để đạt được thành công nổi bật về quảng bá ẩm thực ra thế giới trong một thời gian ngắn thì cần phải nghiên cứu và áp dụng sáng tạo một cách hiệu quả trong ba lĩnh vực. Thứ nhất là vận dụng thành quả của khoa học quản trị hiện đại vào điều kiện cụ thể của mạng lưới nhà hàng Việt Nam hiện nay. Thứ hai là kết hợp được công nghệ sinh hóa học vào nguồn nguyên liệu thuần Việt nhằm nâng cao được chất lượng và tính độc đáo của món ăn, món uống Việt. Thứ ba là phải sử dụng được rộng rãi công nghệ thông tin trong việc tiếp thị và quảng bá. Tuy nhiên, công cuộc quảng bá Việt Nam ra thế giới chỉ có thể có hiệu quả nếu chúng ta chưa giải quyết được vấn nạn hiện nay trong ngành ẩm thực ngay trong nước, đó là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và về vấn văn hóa ứng xử của một bộ phận người đối với du khách quốc tế. Vấn nạn này nếu không sớm cải thiện thì sẽ tác hại nghiêm trọng đến hình ảnh Việt Nam nói chung và ngành ẩm thực nói riêng. Từ những nhận thức trên, chúng tôi vận động thành lập câu lạc bộ doanh nhân ẩm thực Việt. Thì tiêu chí của câu lạc bộ doanh nhân ẩm thực Việt tức là nơi để quy tụ những doanh nhân, những nhà kinh doanh ẩm thực Việt tâm huyết, tài năng, có cùng chung niềm đam mê, sở thích và mong muốn phát huy tinh hoa, tiềm năng ẩm thực Việt để quảng bá cho tất cả mọi người trong nước và trên thế giới. Tôn chỉ và mục đích của câu lạc bộ doanh nhân ẩm thực Việt của chúng ta gồm 3 điểm. Thứ nhất là nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy những tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt phục vụ đời sống trong nước và giới thiệu ra thế giới. Thứ hai là nhằm trao đổi nghề nghiệp, phổ biến chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ, xây được một chuỗi nhà hàng kinh doanh ẩm thực với 4 tiêu chuẩn ngon, lành, sạch và phục vụ chuyên nghiệp với phong cách Việt, nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng hiện đại trong nước và đồng thời cũng quảng bá du lịch ra thế giới, góp phần xây dựng một nền du lịch vững mạnh cho nước nhà. Thứ ba nữa là mở rộng liên kết, hợp tác giữa các nhà kinh doanh ẩm thực trong và ngoài nước, các chuyên gia ẩm thực nội địa và quốc tế, các doanh nghiệp sản xuất nông sản phẩm sạch, rau sạch, quảng bá được tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt ra thế giới nhằm hỗ trợ phát triển kinh doanh, nâng cao lợi thế cạnh tranh, giá trị thương hiệu cho các thành viên và đặc biệt là tạo được cái hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng thế giới về bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam. Vì thế, vai trò và nhiệm vụ của câu lạc bộ thì chúng tôi đề ra là tập hợp được những doanh nhân, doanh nghiệp ẩm thực tâm huyết cùng xây dựng một nền văn hóa ẩm thực Việt đậm đà, bản sắc dân tộc và phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại. Thứ hai, vấn đề này là vấn đề rất quan trọng mà hồi nãy cô Dự Thảo có nói, tức là về yêu rau sạch thì thật ra không phải là chúng tôi rất muốn làm sao để mà cải tạo được cái an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay, và đây là một cái điểm mà có thể mình làm cái điểm nhỏ và sau này nó sẽ lan thành một cái như là một vết dầu, nó sẽ loang dần và nó giúp cho cải thiện cái tình hình thực phẩm bẩn hiện nay. Thì chúng tôi sẽ tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ việc nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, xem đó là tiêu chí hàng đầu để làm sáng danh tinh hoa ẩm thực Việt với bạn bè thế giới và tăng cường lòng tin đối với người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế. Tạo sự liên kết bền vững giữa các nhà cung cấp nguyên vật liệu nông sản phẩm sạch với các chủ nhà hàng, quán ăn, khách sạn, resort. Hỗ trợ và cung cấp thông tin thị trường về nghề nghiệp, huấn luyện, trao đổi, trao dồi chuyên môn về ẩm thực, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp thành viên tăng được lợi thế cạnh tranh, xây dựng và quảng bá thương hiệu. Và mở rộng quan hệ quốc tế để học hỏi kiến thức mới, tiếp thu công nghệ cao, đồng thời tranh thủ với sự giúp đỡ bên ngoài để làm giàu nguồn ẩm thực Việt, quảng bá ẩm thực ra bên ngoài, tạo nguồn thu từ du lịch ẩm thực và tạo chuỗi thương hiệu ẩm thực Việt trên thị trường thế giới. Vì vậy, muốn làm được cái việc này thì chúng tôi đang vận động và chúng tôi sẽ có nhiều loại, phân loại ra nhiều các cái loại thành viên trong cái câu lạc bộ. Thì trong câu lạc bộ chúng tôi chia làm 4 loại thành viên. Thứ nhất là thành viên danh dự, gồm các nhà nghiên cứu, các chuyên gia ẩm thực, dinh dưỡng,
các quan chức trong và ngoài nước để hỗ trợ các kiến thức chuyên môn để đảm bảo được xây dựng mô hình ẩm thực sạch từ trang trại cho đến bếp. Thứ hai là thành viên trực tiếp, bao gồm các doanh nhân, chủ nhà hàng, quán ăn, bếp ăn công nghiệp, khách sạn, resort, kinh doanh trực tiếp ăn uống và tiếp xúc với khách hàng. Thành viên thứ ba là thành viên cung ứng, là những doanh nghiệp, doanh nhân nông trại, nông trang, kinh doanh các nguyên vật liệu để chế biến ra thức ăn, thức uống, cũng như các phương tiện về trang thiết bị xây dựng bếp sạch, nhà hàng đạt chuẩn. Và thành viên thứ tư là thành viên liên kết. Thì không, những thành viên này không thuộc ngành ẩm thực, nhưng có liên quan và hỗ trợ cho việc khuếch trương quảng bá ẩm thực Việt trong nước và ra thế giới như truyền thông, sự kiện, tài chính, ngân hàng, đào tạo, v.v. Trên đây là một vài nét sơ lược về câu lạc bộ doanh nhân ẩm thực Việt mà chúng tôi đang hình thành và vận động các doanh nhân tâm huyết để tham gia thực hiện chương trình quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới. Đây là một cái việc để giúp thực hiện được cái ý tưởng của thầy Nhã, tức là bếp Việt là bếp của thế giới. Thì hiện nay chúng tôi đang tập hợp được khoảng trên 30 thành viên và chúng tôi đang tiếp tục để mà thực hiện tiếp. Thì trong đây chúng tôi cũng đang lập ra điều lệ, rồi những cái chương trình hành động, rồi và những cái công việc trong khoảng thời gian từ 2014 tới 2016, và cũng rất mong là thông qua cái buổi này để giới thiệu với các quan khách, để chúng ta có các đại biểu đây, và chúng ta những người nào mà thấy thích thì chúng tôi rất là mong muốn được tham gia cùng tham gia với chúng tôi, hoặc là giới thiệu những thành viên, những nhà hàng nào mà thuần Việt đã ăn ngon thì chúng tôi kết hợp vào đây, và chúng ta sẽ từ từ để mà nâng lên để đạt được 4 chuẩn đó, và chúng tôi sẽ giới thiệu ra thế giới cùng với công chúng. Rất cảm ơn và xin chào. Vâng, xin cảm ơn phát biểu rất là hữu ích và gần gũi với trong mỗi gia đình, trong mỗi chúng ta đã đưa ẩm thực Việt ra thế giới và đưa ẩm thực đồng hành với sức khỏe của mỗi chúng ta. Và bây giờ một tiết mục vô cùng hấp dẫn, chúng tôi xin kính mời quý vị hướng lên màn hình. Alo, em Thanh Hằng chuẩn bị tác phẩm Chả Đuôi Phụng Kỷ Lục của nghệ nhân của siêu đầu bếp. Vâng, xin kính mời quý vị hướng lên màn hình để thưởng là một tác phẩm rất là công phu. Chúng ta đang thưởng là một Chả Đuôi Phụng của siêu đầu bếp Nguyễn Văn Lập, và bên cạnh một cô gái xinh đẹp, đó là MC Thủy Hằng. Đó là chả lúa rau sống, và các cái nguyên liệu đi ăn thì ở đây thì mình dùng trứng để làm vỏ của chả, và nên rau chả thì mình dùng các nguyên liệu là rau củ, ở đây mình dùng củ dê, cà rốt, và dùng nguyên liệu để làm cái sầu riêng của con mụ cho nó đẹp hơn. Và bên trên nữa thì con tôm bằng bí đỏ và một số trái cây, mình làm được cà rốt, tôm mình làm được cải trắng và củ cải trắng và
sự giúp đỡ không phải là một cái một mình, xin được chân thành cảm ơn và có rất nhiều cộng sự đã có thể giúp đỡ khán giả này đã được liên hệ với bao nhiêu người không lâu. Thực ra thì món trà này mình vẫn chuẩn bị khá là lâu và cái món trà này mình tỉa cùng với lại ba cộng sự của mình tỉa trước từ 3 ngày trước. Việt Nam lên cõi kiến về tác phẩm kỷ lục này. Xin trân trọng kính mời ông. Dạ, kính thưa quý vị, các quý, quý đại biểu. Thì vừa qua thì chúng ta đã xem cái tác phẩm trình diễn của đầu bếp Nguyễn Văn Lập. Dạ, và sáng nay thì tôi cũng đại diện cho tổ chức kỷ lục Việt Nam cũng đã tới để chứng kiến thấy mọi công đoạn qua tất cả công đoạn và đã thành phẩm như là nãy anh Lập cũng đã biểu diễn xong. Dạ, thì thay mặt tổ chức Việt Nam thì xin
cơm nhận món chả đuôi phụng đạt kỷ lục Việt Nam, và lát nữa thì sẽ có cái trao cái bằng xác lập kỷ lục đến Nguyễn Văn Lập. Dạ, xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn phát biểu của ông Dương Duy Long Viên. Một chút nữa thì sư đầu bếp Nguyễn Văn Lộc sẽ đến đây và thầy Trần Văn Hùng sẽ trao. Nhưng mà tôi cũng muốn trao đổi với bên tổ chức kỷ lục ở Việt Nam. Bản thân tôi là cũng như là một số các chuyên gia ẩm thực ở đây đó, trong cái hội đồng tư vấn về ẩm thực thì vừa qua đó thì chúng ta đã có nghĩa là thứ nhất là mình đề xuất 50 cái đặc sản trong vòng gần, rồi là thực kỷ lục châu Á đã được công nhận vòng gần. Thế bây giờ tôi hỏi nhé, khi mà chúng ta được công nhận là kỷ lục đặc sản kỷ lục châu Á chẳng hạn, hay là mai kia có thể là đặc sản của kỷ lục thế giới chẳng hạn, thế thì theo anh ấy thì chúng ta phải làm gì nữa? Sau khi mà được công nhận như vậy phải làm gì nữa, bước gì nữa đó thì anh nói đi, xong là tôi sẽ nói tiếp. Xin cho phép thầy. Thì sau khi mà theo cái cũng như là hôm trước trong hội đồng tư vấn đã thông qua đó thầy. Dạ. Thì những cái kỷ lục mà liên quan đến những ẩm thực và đặc sản vừa qua mà mình đã có những cái đạt kỷ lục Việt Nam và có những cái đạt kỷ lục châu Á, và tổ chức kỷ lục châu Á cũng đã sang Việt Nam và trao những cái bằng chứng nhận đó, và cái bước tiếp theo đó là mình làm cái công tác đẩy mạnh cái quảng bá, cái quảng bá và tuyên truyền hơn nữa cái đặc sản đó rộng ra, không phải là khu vực châu Á mà còn là để cho gọi là rộng ra nữa là thế giới và biết được qua những cái công cụ truyền thông của kỷ lục Việt Nam, rồi hỗ trợ của tổ chức kỷ lục châu Á và các cái tổ chức kỷ lục trong khu vực mà đã có cái ký kết hợp tác với tổ chức kỷ lục Việt Nam trong thời gian qua. Như vậy tôi muốn trao đổi với ý thế này. Trước đây thì người ta coi thường cái ẩm thực Việt Nam là những món ăn nhẹ, những món ăn nặng cầu kỳ, đáng xứng đáng phải là ẩm thực tàu hay Tây. Nhưng bây giờ đó, ăn càng nặng bao nhiêu đó thì tin nữa là có thể có một số những người ở nước ngoài ở đây có thể ý kiến đó, thì có thể là gây nhiều bệnh, có thể bệnh tim mạch, có thể béo phì, có thể là gì đó hoặc là bệnh gút, bệnh cao. Nhưng đồng từ Việt Nam nếu mà mình mà ăn mà đúng cách đó thì nó lại tránh được bệnh đó, đúng không? Nhưng mà làm sao mà để cho mọi người, tức là marketing thế nào, thì tôi nghĩ rằng là cái vai trò của bên kỷ lục đó là hình thức marketing rất tốt đấy. Nhưng mà báo đài phải cùng nhau, đúng không? Thì khi mà marketing mà ví dụ chỉ có mình người biết thì anh cứ gì và khắp nơi biết, và cái nào đây tức là hẳn một kế hoạch, phải có một kế hoạch dài hơi để mà marketing quảng bá cái hay. Tôi chỉ lấy một cái ví dụ và nhỏ thế này nhé. Khi có một cái đạo diễn người Anh đến phỏng vấn tôi về cái món về phở, tôi bảo anh bây giờ nhé, tôi sẽ tái anh một món thôi, nhưng món đó trở thành một món ăn. Thế thì tôi bảo nhà tôi tí nữa mọi người xin nếm cái món chả giò nhà tôi đó. Cái chả giò nhà tôi thì phải ăn với đồ chua, nhưng đây cũng có, ở đây chủ chua, nhưng mà phải có ăn với bún, phải ăn với lại rau và ăn với lại
nước mắm pha, thì như vậy có thể là và tôi đãi họ thích lắm, bởi vì ăn nó no thôi nhưng mà không chán, và tôi chắc chắn là ăn như vậy là nó bổ dưỡng phẩm chất. Thì ngay cả cái cách ăn như chả giò đó, mà cách ăn thế nào đó để cho nó tốt thì nguyên đó, và chúng tôi là những người nghiên cứu thì có thể như thế được. Nhưng bây giờ vấn đề là an toàn thực phẩm đó thì thầy Duẫn đó phải làm sao kết hợp với các nhà hàng và cố vấn để làm sao cho tốt. Vậy thì bây giờ bên anh sẽ lo về marketing, nhưng mà báo đài là hết sức quan trọng đúng không? Báo đài hết sức quan trọng, và cách nào đây thì chúng ta phải cùng nhau. Không hiểu là đầu bếp, siêu đầu bếp Nguyễn Văn Lập đã đến xuống đây chưa? Để là thầy Hùng sẽ trao. Đó. Thế bây giờ nhé, bây giờ để tôi muốn là tôi cảm ơn nhé kỷ lục này, và chúng ta sẽ đồng hành, bởi vì tôi luôn luôn ở trong cái hội đồng tư vấn bên kỷ lục nhé, cảm ơn. Và rồi là xin gửi lời cảm ơn mà nhất là anh đi Trần Trường An nhé, hôm nay anh bị đang không thấy được khoảng đây. Có lẽ là trong khi mà chờ đợi đó thì tôi nghĩ rằng là chuyên gia ẩm thực ở đây đó thì có chị chơi rồi, nhưng mà chị Sương này chị thử góp ý để xem là marketing thế nào và làm thế nào mà đến quảng bá biết việc ra thế giới tốt được. Mình hỏi một cái tức là vui và được thích không, thì cứ nói thì góp ý để mình đọc thế nào đây. Kính thưa quý thầy Trần Văn Khê, thầy Nguyễn Văn Đính và cùng tất cả các anh chị em dự cái buổi gọi là ra mắt cổng thông tin của nhã. Thì trong cái quá trình mà chúng tôi đi giới thiệu ẩm thực Việt Nam thì phải nói là tất cả các khách du lịch ở nước ngoài người ta đều khen cái ẩm thực Việt Nam là hết sức là đặc sắc. Và đặc biệt đó là một cái điểm mà chúng ta rất tự hào là người ta nói là có lợi cho sức khỏe. Và đó là một cái xu hướng mà như là tất cả các cái nền ẩm thực đều hướng tới. Đó là một cái xu hướng ẩm thực hiện đại. Thì tôi thấy là ở các nước á, người ta phổ cập cái thông tin về dinh dưỡng á, cho nhân dân á, rất là cẩn thận. Người ta hiểu là ăn cái gì để có thể là ngăn ngừa cũng như là hạn chế các bệnh tật. Nhưng mà ở Việt Nam thì tôi thấy là các cái cơ quan truyền thông cũng có cố gắng làm vấn đề này. Nhưng mà hình như đó là cái kiến thức phổ thông về vấn đề này thì chưa có được phổ cập một cách sâu sát. Đó, ở đây thì có thầy tôi là thầy dạy dinh dưỡng của tôi ở đại học là thầy Nguyễn Văn Đính, thì có lẽ là thầy nói về vấn đề này có lẽ là hay hơn. Thì bây giờ dạ một lát á, thì em kính nhờ thầy Đính có thể phát biểu thêm cái khía cạnh này chút xíu ạ. Dạ, xin cảm ơn. Trước nữa đó thì tôi mong là có rất nhiều người có ý kiến để có thể cùng nhau tất cả những gì của thông tin này. Thì xin có thể MC xin mời Hoàng Văn chương trình tiếp nhé. Vâng, tôi nhìn thấy là siêu đầu bếp Nguyễn Văn Lập đã đến đây với chúng ta. Xin mời siêu đầu bếp lên để nhận bằng danh dự của kỷ lục của Trung tâm Kỷ lục sách Việt Nam. Xin kính mời thầy Trần Văn Hùng và kiều trưởng trường nghiệp vụ Sài Gòn biết, và cũng là thành viên của hội đồng tư vấn tổ chức kỷ lục Việt Nam, sẽ trao bằng các lập kỷ lục và cái huy hiệu của mình cho kỷ lục gia nha. Dạ.
và họ thật là anh đây bây giờ đào tạo được 5 đầu bếp và anh giới thiệu có một số đầu bếp giỏi như anh. Tôi mong rằng là anh thực hiện cái dự án của anh rất là gian thanh niên đầu bếp giỏi như anh. Là con nghĩ là con sẽ đạt được 1.000 học viên trong năm nay. 1.000 học viên, tức là anh ấy sẽ dạy 1.000 đầu bếp. Nhưng mà giỏi thì bao giờ thì mới thành giỏi như anh? Thực ra thì con cũng có một số học trò của con khá tâm đắc và một số học trò của con cũng đã khá là giỏi. Để được như con, thực ra thì đây là con gặp may mắn thôi. Còn nếu mà các bạn, để mà các bạn thể hiện thì con thấy là nếu mà để có một cái môi trường tốt để cho các bạn ấy thể hiện thì các bạn ấy sẽ rất nhanh chóng để đạt được như con và có thể là hơn con nữa. Dạ. Rồi, 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 cảm ơn mừng em nhé. Rồi, bây giờ chương trình tiếp tục. Vâng, rất cảm ơn ông Trần Văn Hùng, ông Dương Duy Lâm Nguyên, tiến sĩ Nguyễn Nhã và nhất là ngược mộ, chúng ta cùng một tràng vỗ tay ngược mộ cho siêu đầu bếp Nguyễn Văn Lập. Một số đầu bếp Việt Nam trẻ tuổi và với bàn tay vững chắc, bàn chân vững chắc của người trẻ tuổi Việt Nam này, chúng ta hy vọng rằng ẩm thực Việt Nam sẽ bước mạnh, bước vững trên ra ngoài thế giới và thế giới sẽ công nhận ẩm thực Việt Nam là một nền văn hóa ẩm thực như chị Sương đã nói, rất ngon, lành, sạch và đẹp. Vâng, một tràng quả này nữa để ủng hộ ẩm thực Việt Nam. Và để thay đổi không khí, chúng tôi lại một lần nữa xin kính mời nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân và nhạc sĩ Nguyễn Phùng lên cổng điểm của chúng ta một bài thơ Anh Yêu Phở. Bởi vì phở là một món ăn mà ai cũng ưa, phải không ạ? Thưa Hồng Vân, lại được trở về với những câu thơ của tiến sĩ Nguyễn Nhã về cái bài thơ rất là dễ thương Anh Yêu Phở. Yêu phở chứ phải yêu em nhé. Hỡi cô em phở tôi thương, hỡi cô em phở tôi thương, tôi thương từ thuở ấy mùi hương say nồng. Đại hồi thảo quả đinh hương tạo thành mùi phở, bay thường từ xa đêm khuya trời lạnh thay. Mềm vừa dẻo khi ăn hài lòng.
gần thịt chân. Đã thương có biết gì nhau, tôi thương em phở trước sau một lòng. Ăn phở có thể thay cơm, ăn chiều ăn sáng, chẳng hơn chẳng ghét. Ăn phở có thể ăn thêm trứng, thêm sách, vai mềm nước trong, gia vị phong phú phải không? Hơn 20 vị hết lòng vì nhau. Phở ngon bổ dưỡng rất cao, dễ ăn dễ nuốt, thế nào sướng ghê. Phở được tình quê, chứ quê hương lệ thuộc tràn trề đấu tranh. Phở trôi phở nổi đã đành, phở ngon phở dở hoành hành khắp nơi. Phở ơi giờ đã đến tôi, phở ra thế giới tuyệt vời đất yêu rồi đây, phở khá hơn nhiều. Rồi đây phở khá hơn nhiều, gia truyền rồi đến quốc truyền không xa, chân truyền từ phở quê nhà tỏa ra thế giới để mà dạng danh. Phở yêu phở mãi của anh. Phở yêu phở mãi của anh, anh yêu thương phở dạng danh quê nhà, biểu trưng văn hóa nước ta. Việt Nam này anh cả cô ba đấy ơi. Vâng, một dòng hát ngọt ngào không thua gì phở Việt, bởi vì món phở xưa nay lắm người ưa, sân hào hại vì có ký thua. Và bây giờ chúng tôi xin chuyển sang phần phát biểu của quý vị đại biểu. Chúng tôi thấy thì hôm nay có rất nhiều vị các đại biểu, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo, các chuyên gia ẩm thực. Và trước hết thì tôi xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khe có đôi lời phát biểu về cổng thông tin của hãng Nguyên Việt Nhã. Xin cho trầm kính mời thầy. Phép để cho tôi được ngồi tại đây để mà nói lời về với giáo sư Nguyễn Nhã. Là tôi đã biết giáo sư Nguyễn Nhã từ lâu, từ cái hồi tôi ở cổng Bình Pháp, thì giáo sư Nguyễn Nhã làm cái tạp chí sử địa. Thì hồi nãy Nguyễn sư Nguyễn Nhã có nhắc là cô giáo sư Hoàng Sư Hán và tôi thì đều có một cảm tình đặc biệt. Khi về đến đây rồi thì khi chúng tôi gặp nhau đó, thì cùng nhau ở tại trường Hùng Vương, thì là có một cái sự yêu thương ca trù cùng với giáo sư Cô Gia Hy lập ra một cái câu lạc bộ ca trù để mà học hỏi và tìm hiểu ca trù. Rồi sau đó là đến giáo sư Nguyễn Nhã lần lần đi tiến lên nghĩ lên tới tất cả các điệu mà đem những cái điệu dân ca vô để đặng mà phổ biến vào trong những cái lời thơ. Rồi chúng tôi là gặp gỡ nhau trong cái văn hóa ẩm thực, thì là từ văn hóa ẩm thực đó chúng tôi đã có nhiều lần nói chuyện về cái văn hóa Việt Nam, không phải là chỉ có văn hóa nghệ thuật mà có văn hóa ẩm thực.
nhân qua trang phục, nhân qua ứng xử, thì trong tất cả mấy cái điều đó, chúng tôi là giáo sư Nguyễn Nhã và tôi đều đồng ý trên nhiều điểm, cho nên hôm nay mà khi đến đây để mà chứng kiến cái buổi ra mắt cái sách vở Việt và cộng thông tin, gặp nhà cái hội của cái câu lạc bộ của giáo sư Nguyễn Nhã, thì mặc dù rằng sức khỏe tôi không được tốt, nhưng mà tôi rất hân hạnh mà được đến đây, cố gắng đến đây để mà chia sẻ cùng giáo sư Nguyễn Nhã sự thành công của một cái người mà đa tài, đa năng, mà không phải chỉ một cái lĩnh vực, trừ cái lĩnh vực gần. Khi mà tôi đã chứng kiến cái hội giáo sư Nguyễn Nhã mà bảo vệ cái luận án về Trường Sa và Hoàng Sa, thì tôi đã hết sức khâm phục rồi, bởi vì đưa ra những tài liệu không thể chối cãi được để chứng tỏ rằng Trường Sa, Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về của lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Mà giáo sư Nguyễn Nhã này chỉ có không phải chỉ là cho làm cái một luận án tại trong đất nước, rồi đi cùng các nước trên thế giới để mà phổ biến. Thì trong khi mà đi đó như vậy, chúng tôi là thấy rằng giáo sư Nguyễn Nhã đi với chúng tôi, mặc dù là đi nhiều con, đi trên nhiều con đường khác nhau, nhưng chúng tôi cùng chung có một cái hướng nhìn, tức là làm thế nào cho văn hóa và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam được thế giới biết càng nhiều, mà cho những thế giới biết càng nhiều mà trong nước biết càng sâu. Vì thế mà cho nên chúng tôi rộng khắp năm châu và sâu vào trong dân. Những cái chuyện đó thì tôi hôm nay đã đến đây chia mừng với, chia vui với cái giáo sư Nguyễn Nhã, mà thấy rằng tuổi của tôi thì bây giờ đã tới cái lúc mà không còn được hoạt động mạnh mẽ nữa. Năm nay tôi đã 94 tuổi rồi, thì cũng có lẽ là bệnh hoạn cũng nhiều, nhưng thấy giáo sư Nguyễn Nhã là cái người còn trẻ và làm công chuyện đó, thì tôi rất vui. Và bởi vì tôi thấy rằng mình không làm được mà người khác làm được, và tuổi trẻ làm được, làm thành công, làm được tất cả, làm hữu hiệu, làm rất là một cách hăng hái để đặng mà thứ nhất là truyền lại cái lòng thương yêu dân tộc Việt Nam, bản sắc dân tộc Việt Nam. Như thế thì là tất cả cái điều đó làm cho chúng tôi thấy đến đây mà lòng nãy giờ xúc động mà sung sướng. Chỉ có nói rằng là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ giáo sư Nguyễn Nhã trong các công việc của giáo sư Nguyễn Nhã đã làm, đang làm và sẽ làm. Chúng tôi rất là cảm động với những lời phát biểu chân tình của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Xin một lần nữa tri ân giáo sư. Và liên tục chương trình phát biểu, tôi xin trân trọng kính mời nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu có đôi lời trong chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất vui mừng tiến sĩ Nguyễn Nhã cho ra đời cổng thông tin Hán Nguyên Nguyễn Nhã. Đó là một cổng thông tin trao đổi rất là phong phú. Phong phú lần đầu tiên ngày hôm nay là phần ca nhạc văn hóa ẩm thực đặc biệt ở phở. Tôi xin thú thực, tôi gọi đây là một vinh dự, nhưng mà tôi rất ngưỡng hiệu. Nhưng mà tôi cũng được học nhiều về phần
cốt lõi của cái nền văn minh Việt Nam là ta ăn gì, ta uống gì để trở thành một dân tộc nhỏ bé, nay trở thành một dân tộc thứ 13 trên thế giới. Điều đó chứng tỏ rằng cái nền ẩm thực của Việt Nam có tính khoa học để xây dựng con người Việt Nam, không những là vật chất mà cả tinh thần nữa. Tôi xin trở lại vấn đề giáo sư Nguyễn Nhã có ngã ý cho tôi phát biểu về công trình của giáo sư Nguyễn Nhã tranh đấu cho Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Tôi xin thú thực ở trong một tuần lễ này tôi nghĩ vấn đề ấy, tôi không biết nên nói cái gì bây giờ. Nói gì thì cũng là mèo khen mèo trải đuôi. May sáng hôm nay tôi đọc được một bài báo của bà Merkel, Thủ tướng Đức gửi biếu ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình một bản đồ, và trong ấy vẽ rõ ràng một bản đồ của Tây Phương do người Pháp vẽ thế kỷ thứ 18, chứng tỏ rằng nước Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam là cùng, còn Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc nước khác, tức là nước Việt Nam. Vậy tôi xin lấy cái điều vừa qua tổng ý với và tán thành với chương trình của giáo sư Nguyễn Nhã. Tôi xin cảm ơn. Cảm ơn bác rất nhiều. Và như vậy là chúng ta đồng hành nhé. Cái cổng thông tin này là có những gì công trình của nhà nghiên cứu của anh ấy nhé, sẽ đưa lên nhé. Anh trẻ tôi già rồi. Đưa lên cho bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn phát biểu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và liên tục chương trình phát biểu. Xin trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú Đàm Minh Đức. Nhưng mà trước kia thì tôi xin nói lại, tôi không phải nhà giáo ưu tú ạ. Kính thưa thầy và quý tổng thể hội nghị, hôm nay tôi cũng rất mừng để được tới đây dự cái buổi ngày hôm nay. Tôi học tập rất nhiều điều, và cái trường của chúng tôi là trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Đức Trí, cũng như là cơ sở bồi dưỡng văn hóa 2008 Lý Tự Trọng, thì chúng tôi vẫn là được những cái sự ưu ái của các bậc gọi là danh nhân đó. Thí dụ như là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê cũng đã tới với trường được mấy lần rồi, thì hay là tiến sĩ Nguyễn Nhã cũng vừa rồi mới tới trường để mà động viên về cái tinh thần, về nói về cái ẩm thực dân tộc và của âm nhạc dân tộc. Thế thì ngay trong cái buổi đó cái là thì rất nhiều học sinh của tôi á, là tôi rất mong muốn để cho trường mình có một cái câu lạc bộ âm nhạc dân tộc. Bởi vì ở trường tôi thì hiện nay thì có nhiều câu lạc bộ, như là câu lạc bộ thông tin, câu lạc bộ kỹ thuật mỹ thuật, câu lạc bộ võ thuật, như là Vô Phi Nam Taekwondo, hay là câu lạc bộ về bóng đá chẳng hạn. Thế thì bây giờ các cháu thì mới lại mua thì thôi cô ơi, cô lập cái câu lạc bộ âm nhạc dân tộc đi. Vừa qua là vì khi mà tiến sĩ Nguyễn Nhã đến và có cái sự cùng cộng tác của ca sĩ Hồng Vân á, thì bọn trẻ nó mê lắm. Và thế thành ra là chúng tôi nghĩ rằng vừa tới đây á, là nhất định là chúng tôi sẽ phải nhờ tiến sĩ Nguyễn Nhã giúp cho chúng tôi để mà thành lập cái câu lạc bộ này một cách là có thể nói là hoành tráng đấy. Bởi vì là bọn trẻ yêu cái phần làm việc này lắm. Thế thì giờ chúng tôi thì hôm nay là được dự buổi học đây, chúng tôi hết sức cảm ơn
tất cả các vị và đặc biệt là tiến sĩ Nguyễn Nhã, người bạn đã đưa đến với trường chúng tôi cái không khí này. Nhưng mà tôi cũng muốn nói rằng bên cạnh của tiến sĩ Nguyễn Nhã thì chúng tôi muốn rằng nói lên cái công sức của quý phu nhân của Nguyễn Nhã, của tiến sĩ Nguyễn Nhã, người đã giúp chúng tôi cái bài thơ khai quốc đầu xuân của tôi, tuổi 84 có đâu già, cùng trẻ đồng hành tiến bước xa, hành trang đức trí luôn bồi đắp, nhân lực tài năng của nước nhà, nhân lực tài năng giúp nước nhà, non sông gấm vóc hiểm thêm hoa, nước thêm hùng mạnh dân thêm giỏi, vui đón xuân ca nhịp thái hòa. Cảm ơn cô á, nhưng mà em có một ý thế này. Ngoài cái câu lạc bộ âm nhạc dân tộc đó đó thì sẽ có một nhóm ca trù. Bởi vì bây giờ ca trù trái chịu nghe. Và nhà nghiên cứu của Quảng Tuân ở đây đó phải nói là có 400, hơn 400 cái bài hát nói của anh. Mà làm sao hát đây? Thế thì tôi đề nghị rằng là trong đó là sẽ có những em nào đó mà thích ca trù đó thì tôi sẽ mời nhà nghiên cứu của Ngọc Tân đến cùng với tôi đó. Quán cô ạ. Đúng không? Và cả thầy Khê tới nữa, về thầy Khê nói về ca trù. Và đây là tôi đem là cái cô Lan Hinh là con của nhà thơ yêu nước An Nam Tổng Quốc Thải đó. Bây giờ thì cô có chia sẻ không? Có chia sẻ này không? Thưa, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã, cảm ơn tất cả những vị cao niên đã có sự hiện diện của ngày hôm nay và cho tôi được dịp để thưa cùng quý vị. Tôi không biết nói lời nào để tri ân những cái lòng yêu nước, yêu dân tộc như tất cả các quý vị ngày hôm nay. Và thứ nhất là các em tuổi thanh thiếu niên thì chúng tôi không dám nói gì nhiều, bởi vì tất cả những điều hay ý đẹp các vị cao niên đã nói rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ xin được nói vài lời, xin phép các vị cao niên cho tôi nói với các em của tuổi thanh thiếu niên ngày hôm nay. Bởi vì như tiến sĩ Nguyễn Nhã là tiến sĩ sử học, từ xưa đến giờ thì chúng ta ít đề cập đến vấn đề ẩm thực trong văn hóa. Nhưng mà các cụ mình cũng đã nói rằng ăn bóc học hay, và học ăn rồi mới học nói. Vậy thì cái việc ẩm thực của ngày hôm nay của tiến sĩ Nguyễn Nhã thì đã đi thêm vào ở trong văn học của mình một hướng mới, nhưng mà rất là mạnh mẽ, bởi vì mình có ăn bóp thì mới học được hay. Thì chúng tôi cũng xin nói với các anh chị em thanh thiếu niên, khi chúng tôi còn đi học thì cái tuổi trẻ rất là được đề cao, cũng như bây giờ chúng ta thường nói tuổi trẻ là giường cột của đất nước của mai sau. Thì hôm vừa rồi chúng tôi cũng có đến nhà giáo Đàm Lê Đức, chúng tôi có đề nghị rằng khi chúng tôi còn nhỏ đi học đó, thì có cái bài học sinh hành khúc nói đến cái sự học cao quý như thế nào và đất nước cần những cái sự học của các thanh thiếu niên như thế nào. Vậy chúng tôi bây giờ xin phép được hát mấy câu các vị cao niên nghe và các em thanh thiếu niên nghe xem rằng cái việc học của mình nó có giá trị tới đâu. Chúng tôi xin vì cái tuổi cũng phải là gần 80 rồi, cũng không phải là khoe hát mà muốn khoe những cái ý tưởng cao đẹp và cái giá trị của cái tuổi học của chúng tôi. Chúng tôi xin phép có mấy câu thôi nhé, có thể là không thôi hết. Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, học sinh xây đời niềm thiếu trên bao công lao, lúc pháp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập. Học sinh này khi tuổi xanh chung sức phấn đấu, lên hết can trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là mầm sống của ngày mai, nâng đốt can trang để nói chi lớn, trong lúc nước Nam ngưỡng mộ anh tài. Học sinh vì nước vì dân mà thôi. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn chị Trang Hiên. Và trong đó là có những cái các em đó, các em mà học trò của tôi bây giờ nó bị hưu rồi đó. Và bây giờ các em về sau em nói đến con cháu của mình nhé, và phải hát cái bài này đó. Sẽ có nhiều người sẽ phát biểu, nhưng mà tôi phải nói này, cái người mà sành ngăn và tôi cho là hàng đầu đó là anh Đỗ Quyết đó, là người mà đã viết ở trong cái phở là người về sành ngăn đấy. Rồi trong tương lai nhé, có gì thì là anh sẽ truyền cái bí quyết làm thế nào đó mà anh trở thành người sành ngăn như vậy. Rồi bây giờ thì tiếp tục nhé, và tôi đề nghị rằng là cuối cùng nhé, là phải mời mọi người nếm nhé. Trước khi mời quý vị đại biểu nếm tác phẩm kỷ lục của Rồi Siêu Đầu Bếp, thì chúng tôi xin trân trọng kính mời một quý nữ. Nếu như mà chúng ta đang bảo vệ sức khỏe và đang muốn có rau xanh rau sạch, thì chúng ta không thể không nghe vì nhà về nữ này, đó là bà Đinh Ngọc Thùy. Bà là có một chuỗi nhà hàng sạch để bảo vệ sức khỏe cho các thực khách từ thành phố, các nước đến và toàn chúng ta. Vì cái này là tức là cô Thùy đó thì là một trong những cái doanh nhân là đang muốn thôi, và ở nhà cũng sẵn sàng để có một cái nhà hàng, một chuỗi nhà hàng từ thực phẩm tới sạch. Để tôi đề nghị rằng là cô Thanh Hà nhé sẽ liên hệ để cuối cùng một cái chuỗi nhà hàng cái Thanh Hà đang kia đấy. Thế bây giờ cái này Thanh Hà nói thay Thùy. Như cái chương trình của chúng mình đó. Thôi thì bây giờ nhé, bây giờ mọi người thấy người đang cần phải nếm đúng không? Mà tôi muốn thế này này, trước khi nếm đó là tôi có mấy cái tặng phẩm đặc biệt tặng cho cái người mà xung phong cùng nhau với tôi. Nhưng mà trước khi đó mà tôi người nào mà giơ tay thì tôi sẽ có quà đặc biệt đó, thì tôi tặng các vị trực thưởng đã đúng không? Thế thì đây tôi có cái thứ nhất là tôi có cái cuốn là bản sắc ẩm thực Việt Nam, nhưng đặc biệt đó là có chữ ký của những tác giả tôi chủ biên đó. Và vì vậy đó tôi muốn là tặng cho giáo sư Trần Văn Thê đầu tiên, và cô Đàm Mỹ Đức thì bây giờ đang bận đi ra, thì tôi tặng tiếp theo và một số các vị nữa. Rồi sau đó đó ai mà giơ tay là cùng thì lên đây để tôi có cái nhé. Rồi trước khi nếm hoặc là tôi tặng thì cô đưa cho tôi với cái này để tặng cho giáo sư Trần Văn Thê này, cái cuốn sách đó. Cái cuốn sách này đó là khi xuất bản nhé. Khi mà xuất bản đó là có chữ ký của những người mà đồng viết với tôi đó, thì rất là hiếm mỏng ha, thì gửi thì tặng cho giáo sư nè, thì giáo sư giữ ở trong cái thư viện của mình. Rồi và người thứ hai là cô Đầm, giáo sư không phải về, bởi vì là cái trường mà đầu tiên đồng hành với tôi đem âm nhạc dân tộc vào trường học, mà vừa rồi tôi có đề nghị là ca chủ đó bằng cái vâng này này vâng được không ạ? Cái người mà thứ ba đó là tôi nghĩ là nhà nghiên cứu đỉnh đầu phải đồng hành với tôi về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, còn đồng thông thì bây giờ thì là kỷ niệm thôi nhé. Được không ạ? Người mà tiếp theo đó tôi nghĩ là cô Sương đó, và cái cô mà đến bây giờ thì tôi nói đó, cô Bùi Thị Sương là phó chủ tịch hội đầu bếp chuyên nghiệp và dạy rất nhiều trường. Thế thì tôi mong là cô sẽ
Cô khen nhận cái đặc biệt này. Rồi về cái giáo sư Lưu Duẩn bảo á, là cô phải nhận bởi vì cô phải đồng hành với tôi phải không? Và bao nhiêu năm rồi phải không? Rồi, xin người. Đấy. Tiếp theo là tôi nhận cuốn sách này với một cái ý nghĩa, tôi là một thành viên của Hội Khoa học Công nghệ Thực phẩm Việt Nam, Hội Khoa học Thực phẩm ASEAN và Hội Thực phẩm Khoa học Thế giới. Với cái triết lý là thiếu ăn thì chết, mà ăn nhiều cũng chết. Vậy thì tại sao và phải làm như thế nào? Thì đấy là cái trách nhiệm của những người làm về khoa học công nghệ thực phẩm, cũng như là cộng đồng những người làm về thực phẩm. Chúng tôi rất ngưỡng mộ anh đã vì anh là một người của cộng đồng về thực phẩm. Cảm ơn anh Duẩn nhé. Một cái người mà nói là đồng hành là bất cứ khi nào mà muốn tổ chức sự kiện đó, thì cái hội trường của trường trung cấp du lịch và nhà và khách sạn là Sài Gòn Tourist phải không? Sẵn sàng vào. Mà hồi đó mà tổ chức cái cầu treo nhà tôi thì bảo là phải đến anh phải không? Đấy thì xin tặng cho anh một cuốn này bảo đây. Nè. Là không biết là cầu tre có mặt ở đây hay là trên lầu gì đấy. À, thế bây giờ nhé. Cảm ơn. Dạ. Bây giờ thế này, còn có như vậy là đến một này, cái đĩa của tôi là có mấy đĩa, mấy cái này? Bốn. Bây giờ là xin người nào giơ tay trước nhé. À, tôi cha bảo là tôi cha xin xin cha tặng cái cuốn bản sắc trước. Cha mình cùng mình đúng rồi. À, xin cha. Xin chào, sẽ là đồng hành nhé. Vâng. Rồi. À, bác sĩ Nguyễn Lân Đính. Vâng. À, xin. Vâng, bác sĩ Nguyễn Đính thì sẵn sàng bảo ra. Rồi cô Triệu Thị Chơi. Vâng. Bây giờ thế này nhé, là tôi muốn có một người nước ngoài đồng hành. À, thế thì một người nước ngoài đây tôi thấy có mấy người, không biết là ai là những người mà sẽ đồng hành. Muốn đi rồi, à rồi đồng hành đây đây rồi, anh có thể nói. Can you speak English? Yeah. It was very nice, even if I cannot understand everything in Vietnamese, but it has been very nice to invite me. So, you were like a Vietnamese edition? Yes. Sure. Wish this. Not very easy for me to give the name of the dishes here in Vietnam, but each time I try, I enjoy it, and pho is very good. I cannot remember the name. Bây giờ nhé, tôi có một cái này và có thể hàng mấy chục cái tác phẩm. Mà rồi các việc đăng ký là ngay ngày hôm nay tôi có thể là tặng được, nhưng mà cái thời giờ nó có ít thì nên là sẽ dành cho các bạn về sau. Nhưng bây giờ nhé, tôi hỏi xong là các bạn nào mà giơ tay thì xin ban tổ chức nữa đếm cho tôi và đăng ký trước hết ở chỗ nhà mà sáng tôi đó, là đồng hành để sẽ có một cái sản phẩm. Thế bây giờ các bạn nào mà sẵn sàng đồng hành với cổng thông tin này ở bất cứ một cái mục nào mà các bạn có thể là tham gia, giơ tay coi. Một, này xin ghi nhận nhé. À, mọi người ghi nhận nhé. Một này, hai này. Một, hai, ba. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 8, 29, 30. Rồi, Nam Thực sẽ liên hệ với thầy hai bây giờ. Cô Hồ Đắc Nhanh, chuyên gia ẩm thực về ăn chay đấy, phải không? Chuyên gia ẩm thực. Thì ở đây đó là chúng tôi có cái cuốn vở Thăng Long, Độc Đáo Thăng Long, Hà Nội, và Độc Đáo ẩm thực Huế. Đó là thành thời gian là đấy, thì là xin liên hệ với lại cô để cô sẽ phát tài liệu cho bất cứ lúc nào cái tầm phẩm đó. Nhưng mà cái người mà đồng hành với tôi rất nhiều á, tôi phải bên cạnh tôi là tôi phải tặng, hiểu không? Là nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân, là người mà đã có hai cái tập ở trong cái tập mà là tổng tập văn học và tập người nghiên cứu tổng tập văn học Việt Nam. Xin cho một tay đi. Và như vậy là có khoảng mấy trăm cái bài hát đói, 400 bài hát đói nhé. Thì mong là giới trẻ muốn thưởng thức về hát đói thì nên gặp nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân, đồng ý không? Rồi. Rồi như vậy là tất cả những cái có thể bây giờ mình nếm trước, rồi sau đó mình sẽ lấy tài liệu sau, đúng không? Đúng không ạ? Và tôi đề nghị bây giờ thì MC nói đi. Thế thì bây giờ tôi đề nghị thế này là mời các vị trưởng thượng mình đi trước, xong nếm trước, xong rồi mình từ từ đến sau, phải không? Và bây giờ thì xin các vị trưởng thượng này, và nhất là bà các bạn như bà Monique chẳng hạn, với một số người ấy, thì tôi xin là cái VIP của tôi đấy, phải không? Monique VIP. Rồi. Thank you.